Không chỉ phòng chữa hàng loạt bệnh, đu đủ xanh còn rất hữu ích trong việc làm đẹp đấy nhé. Đu đủ là một loại trái cây hàng ngày được nhiều người sử dụng, nhưng ít ai biết rằng nó còn có công năng chữa bệnh. Đặc biệt với phái đẹp, đu đủ là nguyên liệu chăm sóc nhan sắc khá hữu ích. Đu đủ là một loại trái cây quen thuộc, được trồng nhiều ở các quốc gia thuộc vùng nhiệt đới, chứa rất nhiều chất dinh dưỡng giúp phòng và chữa các bệnh khác nhau, vitamin A, C, B1, B2 và các khoáng chất như kali, magie, canxi. Đặc biệt, nó có chứa nhiều enzyme tự nhiên, trong đó enzyme berberin là loại enzyme rất tốt cho cơ thể và có công dụng chữa trị tuyệt đối. Một kết quả nghiên cứu cho thấy trong 100g đu đủ có 70-80mg vitamin C, caroten và ngoài ra còn có vitamin B1, B2. Công dụng phòng ngừa chữa bệnh của đu đủ xanh. Enzyme có trong đu đủ xanh là một trong những thành phần được đưa vào giúp hỗ trợ điều trị ung thư. Bên cạnh đó, với bệnh nhân ung thư, do phải trải qua quá trình hóa trị nên có thể bị lở miệng, khó nuốt thức ăn. Nhờ vào công dụng của loại enzyme này, đu đủ xanh trở thành một thực phẩm giúp bệnh nhân dễ ăn hơn. Lượng beta-carotene có nhiều trong đu đủ là loại vi chất dinh dưỡng, có khả năng chống oxy quá mạnh nên giúp chống lại một số căn bệnh ung thư và hạn chế sự phát triển của nó. Phòng ngừa tim mạch. Bệnh về tim mạch là một trong những căn bệnh khó điều trị và nguy hiểm đối với tính mạng, sức khỏe con người. Vì vậy, chúng ta nên tìm những biện pháp giúp phòng ngừa căn bệnh này. Ngăn ngừa nhiễm trùng và giảm viêm sưng. Các vitamin có trong đu đủ xanh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, giúp cơ thể tránh khỏi sự tấn công của các vi khuẩn có hại. Do vậy, ăn đu đủ xanh sẽ giúp bạn giảm sưng phòng, ngừa nhiễm trùng và mụn ngủ vô hiệu cùng hiệu quả. Khi vết thương bắt đầu có những dấu hiệu sưng phòng, nhức và khó chịu do sự xâm nhập của các loại vi khuẩn, hãy dùng nước ép đu đủ xanh đắp lên vết thương. Nó sẽ làm mát vết thương và hạn chế việc nhiễm trùng. Lá đu đủ vốn là liều thuốc chữa thấp khớp hiệu quả. Tuy nhiên, trong lá đu đủ xanh cũng có các thành phần chống viêm sưng. Thường xuyên ăn đu đủ xanh có thể chữa được các bệnh sưng khớp mãn tính, thấp khớp và gút. Làm sạch ruột. Đu đủ xanh chứa rất nhiều chất xơ. Khi đi qua đường ruột, chúng có thể làm sạch ruột bằng cách lấy đi những chất độc gây ung thư trong thành ruột ra khỏi cơ thể. Nhuận tràng. Đu đủ xanh được coi là thuốc nhuận tràng tự nhiên bởi chúng hỗ trợ tiêu hóa, chữa táo bón, tụ máu ở hậu môn và tiêu chảy mãn tính. Giảm chứng viêm phổi. Vitamin A trong đu đủ xanh có thể hỗ trợ chống viêm sưng phổi, đặc biệt ở những người hút thuốc và hút thuốc thụ động. Cân bằng dịch vị dạ dày và khó tiêu. Món ăn tốt cho mắt. Kích hoạt hóc môn tăng cường. Đu đủ khô cung cấp dinh dưỡng cho hệ thống nội tiết và thúc đẩy quá trình sản xuất. Trong cơ thể, arginine là một loại hóa chất acid amin thiết yếu được biết là kích hoạt các hóc môn tăng trưởng của con người. Những hóc môn này có trong đu đủ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lại xương, cơ, da và tế bào gan. Điều hòa kinh nguyệt. Công dụng của đu đủ chính và xanh là loại trái cây hỗ trợ điều trị rối loạn kinh nguyệt rất tốt cho các bạn nữ. Ngoài ra, lấy đu đủ xanh ép nước uống cũng sẽ giúp tử cung thực hiện chức năng tốt hơn và điều hòa kinh nguyệt tốt hơn. Công dụng làm đẹp của đu đủ. Cải thiện kích thước vòng 1. Enzyme có trong nhựa đu đủ xanh có khả năng kích thích sự tiết tố nội tiết tố nữ. Ngoài ra, loại trái cây này còn có các chất giúp phân hủy protein. Từ đó, cơ thể hấp thụ protein tốt hơn, nó sẽ giúp kích cỡ vòng 1 tăng lên đáng kể. Trị mụn nhọt và vảy nến. Chắc chắn với khả năng kháng khuẩn tuyệt vời thì đu đủ xanh cũng sẽ giúp phái đẹp đánh bại các bệnh về da như mụn nhọt và